thuận cảnh, thiện duyên. Phật pháp nói cảnh chính là môi trường vật chất, là hoàn cảnh bên ngoài. Còn nói duyên là hoàn cảnh con người. Hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta rất tốt. Người chúng ta gặp gỡ giao tiếp đều là người tốt, đều là người thiện. Bạn ở trong sanh tâm hoan hỷ hoặc sanh tâm tham luyến thì bạn không thể giảng sanh. Khi quý vị cảm thấy nơi này còn tốt đẹp, không mong muốn rời xa, thì công phu niệm Phật có tốt hơn? Không cần nói nhất tâm nữa, kể cả công phu thành mãn, bạn cũng chưa đạt được. Nếu như gặp nghịch cảnh, ác duyên, hoàn cảnh cuộc sống của chúng ta không tốt, trải qua ngày tháng rất khó khăn, người gặp được cũng không tốt, đều là người có ý kiến trái ngược với chính mình, rất khó cư xử hòa thuận với nhau. Sống trong hoàn cảnh như thế, con người thường hay sanh tâm oán người trách trời, luôn cảm thấy ông trời bất công với mình, không một người nào không có lỗi với mình. Với tâm như thế cũng không thể giảng sanh. Cho nên thiện duyên, ác duyên, thuận cảnh, nghịch cảnh đều làm cho bạn khởi tâm tham sân si mạn. Khi tâm của chúng ta biến chuyển theo ngoại cảnh, bản thân không thể làm chủ, tâm chúng ta không thanh tịnh. Tâm tịnh thì cõi Phật tịnh. Còn bây giờ, phiền não trong chúng ta rất nghiêm trọng. Không chỉ phiền não của đời này, còn phiền não tập khí tích lũy từ nhiều đời nhiều kiếp. Hoàn cảnh ở bên ngoài không tốt, hoàn cảnh bên ngoài đang mê hoặc quý vị. Chỉ cần sáu căn tiếp xúc với cảnh giới của sáu trần, mắt thấy sắc, tai nghe tiếng, sáu căn tiếp xúc với cảnh giới sáu trần bên ngoài đều là làm cho bạn sanh tâm hỷ nộ ai lạc, đều làm cho bạn sanh tâm tham sân si mạn. Tu hành trong hoàn cảnh như thế này mà có thể tu thành công, có thể giảng sanh thì vô cùng tuyệt vời. Lão sư Lý nói, thì không giảng pháp môn nào khác, những pháp môn khác thì đều không nói vì quá khó đi, thì chỉ nói về pháp môn niệm Phật. Một vạn người niệm Phật, thật sự lúc lâm chung giảng sanh chỉ có một hai người mà thôi, một hai phần vạn. Nghĩa là một hai người này làm chủ được mình trong mọi hoàn cảnh, cũng chính là nói tuyệt đối không bị cảnh giới bên ngoài lay động, người như thế mới có thể giảng sanh. Vậy thì chính chúng ta phải tự hỏi, người khác khen ngợi ta, cung phụng ta, ta có sanh tâm vui mừng không? Người khác sỉ nhục ta, hà hiếp ta, phỉ báng ta, hãm hại ta, ta có sanh tâm oán hận không? Nếu như ta sanh tâm vui mừng, sanh tâm oán hận thì tâm của bạn đã bị ô nhiễm, công phu thành mãn của bạn cũng liền bị phá vỡ ngay. Nói một cách khác, bạn không thể giảng sanh. Công phu tối thiểu nhất phải như như bất động, hoàn toàn không bị lay động. Thời gian trước đây, khi tôi rời Singapore, không phải là rời Đài Loan đến Singapore, tôi đã viết 6 câu trong sách Sống trong thế giới biết ơn. Dường như quyển sách này được in rất nhiều, tôi nghĩ rất nhiều bạn đồng tu cũng đã từng đọc. Câu đầu tiên là cảm ơn người tổn hại ta. Chúng ta phải cảm ơn họ, bởi vì họ đã rèn luyện tâm trí ta, vượt qua được thử thách,
Đối với người tổn hại ta, nếu ta oán hận sanh tâm trả thù, vậy thì hết công đức, thì phiền phức vô cùng. Tại sao vậy? Vì chắc chắn bạn phải rơi vào ba đường khổ. Đời sau quan quan tương báo, trả thù lẫn nhau không bao giờ chấm dứt. Hai bên đều phải nhận lấy khổ đau. Khổ đau này không chỉ một đời một kiếp, mà là đời đời kiếp kiếp. Hà tất phải như thế? Nếu chúng ta có thể tha thứ cho họ, thành tựu đức hạnh chính mình, cũng sẽ mang lại công đức cho họ. Vì sao vậy? Vì không có họ, đức hạnh của ta chưa trải qua thử thách. Họ đến để khảo nghiệm ta đó mà. Cần phải xem họ như là Phật hay Bồ Tát. Thành tựu một đời của thiện tài đồng tử, ngày tu như thế nào chính là tu như thế đó. Tất cả chúng sanh đều là thiện tri thức của ta. Họ dùng thái độ cực ác đối đãi chúng ta, giống như người thầy. Một người thầy nghiêm khắc, xem thấy bạn đều là không vừa lòng, luôn muốn đánh bạn, la mắng bạn, dạy dỗ bạn. Thầy giáo đấy. Chúng ta phải dùng tâm cảm ơn đối đãi. Tâm trí của bạn mới có thể kiến lập. Cảm kích người lừa gạt ta, bởi vì họ giúp tăng thêm kiến thức của ta. Trước đây có một lần trên cầu treo của San Francisco, có một số bạn học Đài Loan mới đến nước Mỹ. Tôi đi chung với họ đến đó tham quan. Ở đó ví tiền của tôi bị bọn ăn cắp lấy mất. Một nhóm thanh niên bao vây chúng tôi. Họ là người nước ngoài, vừa nói vừa cười. Tôi cũng không để ý lắm. Ba lô của tôi đeo ở sau lưng, ví tiền trong ba lô bị họ lấy mất. Tôi rất cảm ơn họ. Tuy rằng mất đi trên 1.000 đô la là tiền mặt, tôi rất cảm ơn họ. Tại sao phải cảm ơn? Vì lúc đó chúng tôi đang muốn đi du lịch Trung Quốc, nên sau khi họ ăn cắp lấy mất tiền của tôi đã thiết kế một cái túi lưng. Có thể nhiều người từng thấy cái này, thiết kế một cái túi đeo sát lưng. Tôi đã biết cách phòng hờ. Họ lấy mất của tôi ít, giúp tôi cảnh giác. Nếu như họ không lấy cắp tiền của tôi khi đến du lịch tại Trung Quốc, có thể tôi bị mất nhiều hơn. Nên tôi cảm ơn họ. Quý vị có cách suy nghĩ giống tôi không? Tuyệt đối không trách cứ họ. Chúng ta hai bên đều rất hoan hỷ. Việc này cũng giống như trả tiền học phí để học một bài học. Họ là thầy giáo của tôi, dạy cho tôi một bài học. Vì tôi khi du lịch ở ngoài cần nâng cao cảnh giác. Quý vị xem, thiện niệm và ác niệm thay đổi giữa một niệm mà thôi. Xem cách nghĩ của bạn thế nào. Bồ Tát và phàm phu chính là ngay trong cuộc sống hàng ngày, cũng do cách suy nghĩ khác nhau đối với người với việc. Bồ Tát đều nghĩ thiện, chúng ta cần phải học. Cảm ơn người đánh đập ta. Tại sao phải vậy? Họ tiêu nghiệp chướng thay ta. Đánh đập không nhất thiết phải dùng đòn roi để đánh bạn. Vậy thì thế nào vậy? Khi họ dùng nhiều cách hãm hại mình, làm cho mình có thể bị tổn thương. Khi ý niệm của chúng ta vừa thay đổi, ác liền biến ngay thành thiện. Việc này người học Phật không thể không học. Cảm kích người ruồng bỏ ta. Chúng ta bị ruồng bỏ. Khi tôi rời khỏi Đài Loan, khi rời khỏi nước Mỹ, cũng có cảm giác bị ruồng bỏ. Bởi vì họ dạy cho ta cần phải nên tự lập. Câu thứ năm là cảm ơn người đã làm ta vấp ngã, vì họ đã giúp cho ta có sức mạnh hơn. Câu cuối cùng là cảm ơn người đã trách cứ ta, vì họ đã trợ duyên giúp cho ta tăng trưởng định và tuệ. Suốt đời luôn sống trong thế giới biết ơn này.
tâm cảnh sẽ hoan hỷ biết bao. Tất cả mọi người đều là Phật Bồ Tát, tất cả mọi người đều là thiện tri thức của ta. Điều này ta học được của Thiện Tài đồng tử. Nhưng năm trước khi tôi giảng 40 phẩm Hoa Nghiêm, đọc thấy Thiện Tài đồng tử, Ngài là tấm gương cho chúng ta. Trong 53 lần tham học của Ngài, có thiện duyên, có ác duyên, có thuận cảnh, có nghịch cảnh. Xem Ngài đã làm gì, để dùng tâm gì để học tập. Trong mọi hoàn cảnh và thành tựu đạo nghiệp của chính mình, không ngừng nâng cao bản thân mà không có chướng ngại. Chướng ngại sinh khởi từ bản thân. Khi mình còn phân biệt, còn chấp trước, còn phiền não thì mình còn chướng ngại. Nếu như quý vị có thể buông xả hết những thứ như thế, trên đường Bồ Đề sẽ thuận buồm xuôi gió, không còn chướng ngại. Hoàn cảnh nào cũng có thể dấn thân vào. Thiện Tài đồng tử dạy chúng ta luyện tâm trong mọi hoàn cảnh. Cho nên phát Bồ Đề tâm quan trọng hơn bất cứ thứ gì. Về tâm Bồ Đề, hôm nay nói sơ qua với quý vị một tí. Khi tôi nói với quý vị về tâm Bồ Đề, tôi nói 10 chữ: tâm chân thành, tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng, tâm chánh giác, tâm từ bi. Tôi nói 10 chữ này, nói vậy quý vị sẽ dễ hiểu hơn. Chân thì không thể là giả, thành thì không thể hư vọng, không phải hư dối. Cần dùng tâm chân thành đối đãi với mọi người, mọi sự việc, mọi sự vật đều phải dùng tâm chân thành để đối đãi. Người khác lừa gạt ta mà ta còn dùng tâm chân thành đối với họ, như vậy không phải mình bị thiệt thòi lắm sao? Đúng, khi quý vị cảm thấy thiệt thòi thì hãy nghĩ đến 6 điều vừa rồi tôi đã nói. Học Phật là học cái gì? Chính là học thiệt thòi, chính là học mắc lừa. Bị thiệt thòi, bị mắc lừa phải rõ ràng, tường tận, thấu đáo, tuyệt đối không bị mê hoặc. Còn mơ mơ hồ hồ thì đúng là thiệt thòi to, mắc lừa lớn rồi. Thiệt thòi mắc lừa một cách rõ ràng thì không phải là thiệt thòi, cũng không phải bị mắc lừa, mà là thế nào? Là nâng cao đức hạnh của bản thân, nâng cao cảnh giới của mình, thì làm gì có chuyện thiệt thòi hay mắc lừa. Lý lẽ này không thể không hiểu, không thể không học. Sau khi học rồi, quý vị sẽ giống như Khổng Phu Tử vậy: học nhi tập chi, bất diệt lạc hồ. Thực hành được sẽ hoan hỷ vô cùng. Quý vị thấy người ngoài đời sau khi mắc lừa thì đau khổ rầu rĩ, còn Bồ Tát bị mắc lừa thiệt thòi thì vô cùng hoan hỷ, hoàn toàn khác nhau. Người phàm không hiểu rõ chân tướng sự thật, Bồ Tát thì hiểu thấu rõ ràng. Phàm thánh khác nhau chính tại chỗ này đây. Đây cũng là điều chúng ta không thể không hiểu. Cho nên dứt khoát phải dùng tâm chân thành đối đãi với người khác. Bất kể người khác lừa gạt mình cũng được, đối xử với mình thế nào cũng được, chúng ta tuyệt đối không so đo. Chính là học không chấp trước, không phân biệt. Còn không khởi tâm động niệm thì làm chưa được. Việc này thật lòng mà nói, vẫn làm chưa được. Chỉ cần có thể làm được không chấp trước, không phân biệt, thì bất kể giao tiếp với loại người như thế nào, bị thiệt thòi ra sao, quý vị cũng sẽ tự tại, đều sẽ hoan hỷ. Tại sao như thế? Nếu thật sự trong lòng còn khó chịu thì hãy đọc tụng lại vài câu này trong Kinh Kim Cang: phàm sợ hữu tướng, giai thị hư vọng, nhất thiết hữu di pháp, như mộng huyễn bào ảnh, như lộ diệt như điện, ưng tác như thị quán. Niệm vài câu này thì tâm sẽ bình lặng ngay.
sẽ không còn chấp trước nữa. Tâm khai ý mở, an vui không gì bằng. Mắc lừa bị thiệt luôn là nghiệp chướng của mình. Nghiệp chướng liền tiêu, nghiệp chướng tiêu rồi thì hoan hỷ biết bao. Tâm được thanh tịnh, trí tuệ tăng trưởng. Cho nên nhất định phải dùng tâm chân thành, tuyệt đối không được sanh tâm oán hận, càng không nên oán người trách trời. Trách cứ người khác sẽ là một lỗi lầm vô cùng lớn. Ngay chỗ này chúng ta phải thường nghĩ đến, khi phải chịu một khổ nạn lớn, tổn hại lớn, chúng ta phải nghĩ đến câu chuyện trong giáo pháp Đại Thừa, Vua Ca Lợi và Tiên Nhân Nhẫn Nhục. Khi nghĩ đến chuyện này thì quý vị sẽ được hóa giải ngay. Câu chuyện Vua Ca Lợi cắt thẻo thân thể ghi trong Kinh Đại Bát Niết Bàn kể rất tường tận. Trong Kinh Kim Cang chỉ nhắc lại một ít, nhưng trong chú giải Kinh Kim Cang thì nói cũng nhiều, nói rất tỉ mỉ. Sự tổn hại này là rất nghiêm trọng. Tiên Nhân Nhẫn Nhục không có lỗi lầm gì cả, chỉ oan thôi, oan uổng mà thôi. Nhưng bị bức hại lại quá nghiêm trọng. Ngày đây chúng ta gọi là xử tử lăng trì, không phải một nhát dao liền giết chết, không cho chết ngay, mà là dùng dao nhỏ cắt rời từng miếng thịt, cắt cho đến chết, chỉ một sỉ nhục đau đớn như thế. Tiên Nhân Nhẫn Nhục, tâm trạng này như thế nào vậy? Ngài không sinh khởi một mảy may oán hận, không sinh oán hận, không có trả thù, cam tâm tình nguyện chịu hình phạt này. Hơn nữa còn phát một đại nguyện, sau này thành Phật, người đầu tiên sẽ đến độ là ông ấy. Đây là điều chúng ta cần phải học tập. Bị hại như thế còn có thể chịu đựng, thì những tai nạn khác chỉ là chuyện nhỏ ngoài da, có đáng gì đâu. Làm gì có cái không thể nhịn được chứ. Điều này phải hiểu, đây chính là điều chúng ta cần phải học với Đức Phật. Tiên Nhân Nhẫn Nhục là tiền thân của Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Khi Ngài tu hành Bồ Tát, lúc chưa thành Phật, bị Vua Ca Lợi cắt xẻo thân thể, đã thấy Thích Ca Mâu Ni Phật hoàn toàn không có sân hận, không hề oán trách. Ngài đã thành Phật sớm hơn. Đáng lẽ vào thời hiền kiếp Thiên Phật, Đức Thích Ca Mâu Ni Phật là Đức Phật thứ năm, Đức Phật thứ tư là Bồ Tát Di Lặc. Bồ Tát Di Lặc thành Phật, cuối cùng khi thành tựu viên mãn Nhẫn Nhục Ba La Mật, Ngài đã vượt lên phía trước. Ngài thành Phật trước Bồ Tát Di Lặc, Bồ Tát Di Lặc lùi về sau. Đây là chuyện ghi lại trong Kinh Di Lặc Hạ Sanh. Lùi lại khoảng 5.670.000.000 năm về sau, Bồ Tát Di Lặc mới thì hiện thành Phật trên thế gian này. Ngài đã vượt lên trước. Cho nên lời của Tiên Nhân Nhẫn Nhục đã thành hiện thực, Thích Ca Mâu Ni thành Phật. Người đầu tiên đến độ là Tôn giả Kiều Trần Như. Trong số đệ tử Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, người đầu tiên chứng quả A-la-hán là Kiều Trần Như. Kiều Trần Như chính là Vua Ca Lợi kiếp trước. Ngài không những không chút oán hận, khi thành Phật còn độ ngay người đó trước tiên. Bạn học Phật không học từ điểm này thì học từ điểm nào? Chỉ một ít không hài lòng thì nổi cáu, trong lòng sanh oán hận, thì đó là bạn học được thứ gì? Đúng là không thể hiểu được. Như thế chắc chắn không phải là học Phật. Trên giảng đường lời nói này chúng tôi đã nói không biết bao nhiêu lần, có người nào chịu nghe đâu. Cho nên lời tôi nói là thật, không có một người nào thật tâm đang học đều đang giả dối. Tôi cũng biết giả cũng tốt, gieo được thiện căn trong A-lại gia thức, biết trong kiếp này bạn không thể thành tựu. Cho nên thiện căn chín mùi cần nhiều đời nhiều kiếp, không phải một kiếp.
Nếu trong kiếp này bạn nghe thấy rồi, sau đó lập tức hồi tâm chuyển ý, liền y giáo phụng hành, cũng chính là nhiều đời nhiều kiếp trong quá khứ đã tích lũy thiện căn và chín mùi trong kiếp này. Còn chúng ta đây, đều chưa có ai chín mùi cả, còn phải huân tập, e rằng đời sau cũng không thể thành tựu, vẫn không biết được còn phải huân tập bao nhiêu kiếp mới có thể chín mùi. Vì thế, cần phải chú ý trong cuộc sống hàng ngày. Phải thật làm, tu cái gì? Tâm chân thành. Người khác đối xử hư dối với ta, nhưng ta phải đối đãi chân thành. Không thể có mảy may hư dối. Không thể có mảy may tự tư tự lợi. Mỗi niệm vì người khác mà lo nghĩ, không nên vì mình. Việc này ngay trong sự tu hành thì phải tu đúng. Trước khi chưa học Phật, khởi tâm động niệm luôn nghĩ cho chính mình, không hề nghĩ cho người khác. Bây giờ chúng ta biết nghĩ vì bản thân là sai lầm. Niệm niệm chúng ta nghĩ vì người khác, không nên nghĩ vì bản thân. Nghĩ vì người khác là đúng. Nghĩ vì người khác, tương lai là thân ánh sáng sắc vàng. Chỉ nghĩ vì mình, tương lai là một mảng tối đen. Ý niệm này cần phải thay đổi. Chân thành. Chân thành là nền tảng của tâm Bồ Đề. Đối với bản thân, chúng ta chính là dùng đề kinh vô lượng thọ, thanh tịnh bình đẳng giác. Đây chính là thâm tâm. Phải tu tâm thanh tịnh của mình. Tâm thanh tịnh thì thân cũng thanh tịnh. Chúng ta đều mong thân thể mình khỏe mạnh, trường thọ, sẽ làm được. Tâm thanh tịnh thì thân thanh tịnh, chắc chắn không bị ô nhiễm, không bị hoàn cảnh bên ngoài ảnh hưởng. Hãy nhớ lời Đại Đức Sư đã dạy: biết ít việc phiền não ít, người biết nhiều nơi thị phi nhiều. Đây đều là cách rất tốt để giúp cho tâm thanh tịnh. Những điều lộn xộn trên thế gian không cần phải biết. Khi biết nhiều rồi thì tâm bạn sẽ loạn, tâm của bạn sẽ không thanh tịnh nữa. Người không cần thiết phải quen thì không cần làm quen. Quen nhiều để làm gì? Thị phi sẽ nhiều. Không cần phải quen biết. Cho nên quý vị đồng tu cần phải biết. Để thông cảm cho tôi không quen biết ai cả. Khi gặp nhau, tôi biết bộ dạng của quý vị. Còn quý vị hỏi gì, tên gì, tôi không bao giờ hỏi. Càng tuyệt đối không hỏi số điện thoại hay địa chỉ nhà cửa ở đâu. Không hỏi những thứ ấy. Như thế thì tâm mới thanh tịnh. Cho nên tôi đã có 40 năm, tối thiểu là 40 năm. Không đọc báo chí, không xem truyền hình, tin tức thông tin gì cũng không cần biết. Ngày nào thiên hạ cũng thái bình, năm tháng như thế thật yên lành. Cho nên quý vị sống trong thời loạn, tôi sống trong thời thái bình. Đời sống của tôi giống như thế giới cực lạc vậy. Điều gì cũng không biết. Được thế thì tâm thanh tịnh. Cho nên cần phải duy trì tâm thanh tịnh của mình.